Mình chào các bạn đến với video mới của EGTV. Trong video ngày hôm nay, EGTV nói về bệnh thiếu hụt men G6PD. Vì có khá nhiều bạn có nhu cầu về thông tin bệnh này, nên EGTV sẽ chia sẻ tóm tắt ngắn gọn dễ hiểu nhất về bệnh này. Sự thiếu hụt glucosulfosphate dehydrogenase, hay còn gọi tắt là thiếu hụt men G6PD, là một rối loạn di truyền đặc trưng bởi mức độ giảm hụt của glucosulfosphate dehydrogenase dẫn đến sự phá hủy các tế bào hồng cầu. Đối với một cơ thể bình thường, cơ thể của chúng ta tạo ra các gốc tự do như là hydrogen peroxide hoặc H2O2. Các gốc tự do có thể gây hại cho tế bào theo nhiều cách, bao gồm phá hủy protein, DNA và màng tế bào. Chính vì vậy, cơ thể của chúng ta có một phân tử gọi là glutathione hoạt động như là một chất chống oxy hóa và đi xung quanh để vô hiệu hóa các gốc tự do này và chuyển hóa thành nước và oxy vô hại. Tuy nhiên, điều này làm cho glutathione bị oxy hóa, mà để cho glutathione không bị oxy hóa thì cần có một loại enzyme gọi là glutathione reductase sẽ sử dụng NADPH để cho glutathione bị oxy hóa hoặc động trở lại. Cũng chính điều này làm cho NADPH bị biến đổi thành NADP+. Muốn có NADPH thì còn phải có enzyme glucosulfosphate dehydrogenase, ETV gọi tắt là men G6PD, biến đổi NADPH cộng thành NADPH bằng cách oxy hóa một G6PD, mà G6PD là một chất chuyển hóa của glucose. Thì glucose luôn có trong cơ thể của chúng ta khi chúng ta nạp năng lượng từ thức ăn. Thì sự thiếu hụt men G6PD là do đột biến trên gen G6PD được tìm thấy trên nhiễm sắc thể X, và do đó là tình trạng di truyền lặng liên kết X. Và nó hầu như là chỉ biểu hiện như là một bệnh ở nam giới, vì nam giới có một nhiễm sắc thể X và một nhiễm sắc thể Y. Nếu mà nhiễm sắc thể X bị biến đổi thì nhiễm sắc thể Y sẽ bị rối loạn. Còn đối với nữ giới thì có hai nhiễm sắc thể X, nên nếu nhiễm sắc thể X bị biến đổi thì vẫn còn một nhiễm sắc thể X khác. Chính vì vậy, cô gái thường là người mang mầm bệnh và chỉ truyền cho con trai họ mà thôi, chứ ít khi biểu hiện ra bên ngoài. Tóm lại, nguyên nhân gây thiếu hụt men G6PD là do gen di truyền, mà để là gen di truyền thì chỉ có thể là sống chung với bệnh mà thôi. Vậy thiếu hụt men G6PD gồm những biểu hiện như thế nào thì cùng EGTV đi sâu vào sinh lý cơ thể một chút xíu để hiểu rõ tại sao có những biểu hiện đó. Khi bị thiếu hụt men G6PD xuống thấp thì cũng làm cho NADPH xuống theo, mà NADPH xuống thì glutathione cũng sẽ giảm. Trong khi đó, men G6PD là cách duy nhất để cho tế bào hồng cầu nhận được NADPH, nên chúng giờ bị tổn thương do các gốc tự do gây ra khi NADPH không đủ. Lâu dần sẽ làm cho màng tế bào trở nên không ổn định và gây ra sự ly giải tan huyết. Ngoài ra, sự giảm men G6PD sẽ làm cho các gốc tự do trong cơ thể trực tiếp làm hỏng các phân tử hemoglobin, vốn là các protein mang oxy trong tế bào hồng cầu. Các protein bị hư này sẽ kết tủa bên trong tế bào và được gọi là cơ quan hein, và các đại thực bào chịu trách nhiệm ăn tế bào hồng cầu già hoặc tế bào bất thường để loại bỏ ra khỏi cơ thể. Đối với cơ thể bình thường, khi một tế bào hồng cầu bị chết đi, hemoglobin của nó sẽ bị phá vỡ thành globin và heme. Heme được chuyển đổi thành bilirubin, sau đó được đi qua tế bào gan và cuối cùng tiết ra ngoài với mật. Nhưng nếu men G6PD bị thiếu hụt thì tế bào hồng cầu của chúng ta bị phá vỡ rất là nhiều, làm cho quá trình xử lý của gan bị quá tải, thì lượng lipoprotein trong máu cao, nên sẽ gây ra tình trạng là vàng da tại nơi mà lipoprotein lắng động, ví dụ như là da và mắt. Một số lipoprotein chuyển đổi thành orobilin, đây là chất tạo màu vàng cho nước tiểu. Nhưng nếu có quá nhiều orobilin thì nước tiểu trở nên vàng sậm giống như nước trà hoặc là máu. Chính vì vậy, thận sẽ dễ bị tổn thương, dẫn đến thận bị suy, dẫn đến là tình trạng đau lưng. Ngoài ra, do tình trạng máu bị thiếu nên thường sẽ hạ huyết áp,
và gây rối loạn nhịp tim. Trước khi mà qua phần tiếp theo, tôi mong các bạn giúp chúng tôi bằng cách đánh vào nút like ở dưới video này nếu các bạn thích nó, hoặc là nút dislike nếu các bạn không thích. Và các bạn cứ thẳng thắn nha, bạn like hay là dislike thì cũng không ai biết bạn like đâu, cả là mình. Cái việc này thật sự rất là ý nghĩa đối với chúng mình, tại vì mình cần nhìn vào số liệu thích hoặc là không thích này để mà chỉnh sửa, để mà hoàn thiện, và những cái video sau nó sẽ hay hơn video trước. Nếu các bạn thấy video sau mà hay hơn video trước á, thì chắc chắn cái người góp một phần vào đó là các bạn, thông qua bấm nút like hoặc là không like nha. Các bạn giúp Y Dược Tư Vi nha. Sau đây là một số danh sách làm tăng sản xuất gốc tự do, và khi có quá nhiều gốc tự do để có thể xử lý thì nó được gọi là stress oxidase, dẫn đến là các đợt tan máu, bao gồm các bệnh nhiễm trùng như là viêm gan do virus hoặc viêm phổi nhiễm toan chuyển hóa. Vậy bệnh thiếu hụt men G6PD này có điều trị khỏi không? Thì xin thưa là không, vì bản chất là do gen quy định rồi. Nhưng chúng ta có thể cải thiện lại tình trạng bệnh để mà sống chung lành mạnh với bệnh thiếu hụt men G6PD, đó là tránh các thức ăn có chất tính oxy hóa. Và những thực phẩm và đồ uống như đậu nành, rượu và các loại thuốc khác cũng có thể là một hoạt động như một chất gây oxy hóa như là Primaquine, Chlorawin. Những loại này dùng để điều trị stress. Các loại thuốc thông thường khác như là thuốc giảm đau Aspirin, Ibuprofen, Winodin được sử dụng để điều trị rối loạn nhịp tim, và các loại thuốc khác có chứa sulfonamide như là kháng sinh Chimotoprim. Đây là danh sách thuốc, các thuốc cần tránh khi bị thiếu hụt men G6PD. Để an toàn sử dụng thì cần đến cơ sở y tế khai báo để cho bác sĩ biết để mà có sự lựa chọn thuốc thích hợp. Chỉ cần ăn uống hợp lý và sử dụng thuốc đúng thì có thể sống chung với bệnh mà không ảnh hưởng gì đến cơ thể. Cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video này. Đừng quên đăng ký kênh cũng như là vào website yduyettuvi.com để xem toàn bộ video của chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.